Xin chào tất cả các con học sinh khối 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Khóa học trực tuyến này thầy cô trường Trung học cơ sở Chu Văn An, đặc biệt tổ toán rất vui mừng khi đa số các con học sinh trường mình rất chăm chỉ, tích cực học tập. Ở bộ môn toán 6, hầu như các con đã gửi bài đầy đủ cho các thầy cô. Hôm nay thầy sẽ sửa một số lỗi trong cái bài tập hình và dạy bài mới cho các con. Một số bạn đã gửi bài tập cho các thầy cô rất đầy đủ, nhưng mắc một số lỗi. Ví dụ như ở đó là lỗi viết ký hiệu góc. Đây là bài tập của một bạn học sinh thì đã mắc lỗi giống như vậy rất nhiều. Đó là viết góc nhưng không có mũ trên đầu. Thầy sẽ sửa lại như sau. Thầy vừa sửa bút mực đỏ ha. Tương tự như vậy. Ở bài so sánh góc thì bạn này cũng đã gì? Mũ, ký hiệu mũ là chưa được. Thì thầy đã thêm vào. Các con xem là gì, bạn thầy hiện dấu bằng đây là chưa đúng, chúng ta phải gì dùng dấu gì đóng mở ngoặc để giải thích. Bạn có sai chút xíu thì bạn sửa lại ha. Rồi tương tự như vậy, các bài khác ta cũng gì sửa lỗi về mũ của góc. Ký hiệu góc thì ta cần có mũ. Bạn nào có sai như vậy thì chúng ta cùng sửa vào. Rồi, ta đã sửa bài cũ rồi. Trước khi sang bài mới, để bắt đầu bài học hôm nay, ta phải nhớ lại dụng cụ đo góc là gì. Đúng rồi, dụng cụ đo góc là thước đo góc, hay gọi là thước đo độ. Vậy thước đo độ có đặc điểm gì? Thước đo độ gồm hai vòng ghi độ. Vòng ngoài là mực đỏ ha. Thầy vẽ lại cho con xem rồi. Ghi từ 0 tới 180 độ. Vòng tròn trong cũng tương tự như vậy. Ghi từ 0 đến 180 độ. Và đặc biệt nữa đó là gì? Tâm của thước. Con nhìn thấy không? Tâm của thước là gì? Màu đỏ ha, thầy cho biểu hiện màu khác nhau ha. Rồi ta nhớ, thước dùng để đo góc thì chúng ta dùng gì? Thước đo độ. Cái thước đo độ còn làm gì nữa không? Hôm nay ta học xong bài học mới của chúng ta. Bài 5, vẽ góc cho biết số đo. Một nhỏ vẽ góc trên nửa mặt phẳng. Ví dụ cho tiêu x, vẽ góc XOY sao cho góc XOY bằng 40 độ. Trên hình vẽ ta có tia OX. Ta dùng thước đo độ để vẽ góc XOY. Đặt thước đo độ sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc. Ở đây là đỉnh O trên tia OX. Điểm O màu đỏ thì trùng với tâm của thước. Tiêu X đi qua vạch số 0 độ của thước. Trong trường hợp này, tiêu X đi qua vạch số 0 độ của thước nằm ở vòng tròn trong. Vẽ góc XOY bằng 40 độ. Vậy thì từ vòng tròn trong, ta đếm 40 độ.
Không, 10, 20, 30, 40. Từ điểm O, ta gióng thẳng ra 40 độ. Ta xác định một điểm. Xác định nhẹ một điểm. Tiếp theo ta dùng thước thẳng. Ta nối điểm O và điểm vừa vẽ được là ta được tia O I. Có thể ta xóa gì điểm vừa vẽ đi. Là thầy về trò chúng ta cùng vẽ được tia X, vẽ được góc XOY bằng 40 độ. Vậy trên nửa mặt phẳng bờ chữ tia OX này, ta vẽ được bao nhiêu tia OY sao cho góc XOY bằng 40 độ? Rõ ràng là gì, ta vẽ được một và chỉ một tia OY thôi, sao cho góc XOY bằng 40 độ. Vậy thì vẽ góc XOY bất kỳ bằng bao nhiêu độ thì sao? Đó chính là nội dung nhận xét sách giáo khoa trang 83. Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia OX, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia OY sao cho góc XOY bằng M độ. M độ là một góc bất kỳ. Ta sang ví dụ 2. Hãy vẽ góc ABC, biết góc ABC bằng 30 độ. Trước khi vẽ góc, ta phải xác định rằng góc ở đây đỉnh là đỉnh nào. Góc ABC bằng 30 độ. Vậy thì chữ B ở giữa có nghĩa là góc ABC có đỉnh là đỉnh B. Ta vẽ một đoạn thẳng bất kỳ. Đánh dấu đầu mút là đỉnh B. Ở đây ABC ghi chữ in hoa, nên là ABC là điểm. Vậy thì gì? Ta phải xác định một điểm C trên đoạn thẳng vừa vẽ để tạo ra tia BC. Tiếp theo, ta dùng thước đo độ. Đặt thước sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc B. Tia BC đi qua vạch số 0 của thước. Ở đây, tia BC đi qua vạch số 0 của thước là ở vòng tròn trong. Góc ABC bằng 30 độ. Vậy từ vòng tròn trong, ta đếm ra 30 độ. 0, 10, 20, 30. Từ đỉnh B, ta gióng thẳng ra 30 độ. Xác định một điểm nhẹ. Lấy thước thẳng, ta đặt, ta vẽ. Đó là tia BA. Xác định điểm A. Và thầy trò chúng ta cùng gì? Vẽ góc ABC, biết góc ABC bằng 30 độ. Ở phần 1 nhỏ thì các con đã biết vẽ gì? Một góc trên nửa một mặt phẳng. Bây giờ vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng, ta vẽ làm sao? Ta sang phần 2 nhỏ. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng. Ta vào ví dụ 3. Cho tia OX, vẽ hai góc XOY và XOZ trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OX sao cho góc XOY bằng 30 độ, XOZ bằng 45 độ. Trong ba tia OX, OY, OZ, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Ý thứ nhất, ta vẽ góc XOY và góc XOZ. Ta dùng thước đo độ.
tương tự như phần trên, sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc. Tiêu x đi qua vạch số 0 độ. Ở trường hợp này, 0 độ ở ta là ở vòng tròn trong. Để vẽ góc XOY bằng 30 độ, thì ta gì? Đến vòng tròn trong 0, 10, 20, 30, xác định 30 độ. Từ điểm O, ta gióng thẳng ra 30 độ, xác định một điểm ngoài của thước. Để cho gọn, ta gì? Xác định luôn góc XOZ bằng 45 độ. 45 là nằm giữa gì? 50 và 40. Vậy từ vòng tròn trong ta đếm ra 0, 10, 20, 30, 40, 45 độ. Từ điểm O ta gióng thẳng ra 45 độ. Xác định một điểm. Tiếp theo ta chỉ việc vẽ tia O, I và O, Z. Dùng thước thẳng. Để phân biệt hai góc XOY và XOZ, thầy có khuyên, hai khuyên cho gì góc XOY và gì một khuyên cho góc XOZ và ghi rõ số đo của các góc. Vậy trong ba tia XO, OX, OY, OZ, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Chắc các em cũng gì đoán ra rồi. Nhìn ra luôn, đó là tia OY nằm giữa hai tia OX và OZ. Vì trên cùng một nửa mặt phẳng có chứa bờ chứa tia OX, có góc XOY mà nhỏ hơn góc XOZ thì ta có tia OY nó nằm giữa tia OX và tia OZ. Đó chính là nhận xét sách khoa trang 84. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OX có góc XOY bằng M độ mà góc XOZ bằng N độ. Vì M độ mà nhỏ hơn N độ nên tia OY nằm giữa hai tia OX và OZ. Để trình bày ở ví dụ 3, trả lời cho ví dụ 3 là gì? Trong ba tia OX, OY, OZ, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Ta có thể giải như sau. Trên cùng một nửa mặt phẳng có chứa bờ chứa tia OX có góc XOY nhỏ hơn góc XOZ vì 30 độ nhỏ hơn 45 độ nên tia OY nằm giữa hai tia OX và OZ. Để củng cố kiến thức, chúng ta gì? Làm bài tập. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia AM, vẽ hai tia AN và AP sao cho MAN bằng 70 độ và MAP bằng 110 độ. Trong ba tia AM, AN, AP, tia nào nằm giữa hai tia còn lại vì sao? Đầu tiên ta vẽ góc trước. Bây giờ ta vẽ AM. Đánh dấu một đầu, mút là điểm A. Đầu còn lại là điểm M. Dùng thước đo độ, nguyên tắc tâm của thước trùng với đỉnh của góc, đó là đỉnh A. AM đi qua vạch số 0, 0 độ ở đây vòng tròn trong. Vẽ góc MAN, xác định góc MAN bằng 70 độ. Vòng tròn trong đếm ra 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Từ điểm A ta gióng ra 70 độ. Tiếp theo MAP bằng 110 độ. Từ vòng tròn trong ta đếm ra 110 độ. Từ điểm A ta gióng ra 110 độ. Rồi ta vẽ tia AN. Tiếp theo vẽ tia AP.
đánh dấu hai khuyên cho góc MAN bằng 70 độ, góc MAP một khuyên 110 độ. Có thể đánh dấu hoặc không đánh dấu cũng được. Trong ba tia AM, AN, AP, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Ta dựa vào nhận xét phần hai nhỏ. Ta trả lời như sau. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia AM có góc MAN nhỏ hơn góc MAP 70 độ, nhỏ hơn 110 độ, nên AN nằm giữa hai tia AM và AP. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin thân ái chào các em, chúc các em ở nhà ôn học tập, ôn tốt, học tốt, con ngoan trò giỏi. Bye bye.